Ok, chào mừng các bạn đến channel của THT. Và hôm nay là đúng vào ngày thứ năm, và như theo lịch mà mình còn ra, hôm nay mình sẽ làm video hướng dẫn. Và video hướng dẫn ngày hôm nay, và cũng chính là video mình đã bỏ hôm mấy ngày, đó là video hướng dẫn chơi The Granny. Nếu mà tìm hiểu rõ hơn về mụ già mắt lé này thì các bạn đừng có tham video của mình là sự thật về Granny, và video hướng dẫn trò The Granny theo mô phỏng. Và đây là hai thành viên lúc bây giờ của mình đây. Rồi đến mở cái đó đi các bạn. Thì nó màn hình được quá. Rồi đây trò Granny đây, mình đã tải trên CH Play đây. Rồi bắt nó vô đó. Rồi đây là tên hãng sản xuất là DV Blogger. Rồi có chế độ y đó. Đây là Granny, nhưng mà đây bây giờ là phiên bản mới. Bật nhạc ấy, nhạc tớ nó hay chứ. Rồi đó, đây là nút chế độ đây. Bây giờ mình sẽ chọn chế độ AC. Còn đây chính là bot thư. Rồi nên bắt đầu quá trình chơi. Và các bạn nhớ làm subscribe cho mình và ấn cái nút chuông của mình để nhận thêm nhiều video nhiều hơn nữa. Rồi mình sẽ bắt đầu tiếp người chơi đây. Và người chơi bây giờ là Tuấn Anh. Rồi ngày 1. Đó, đưa về nhà đấy. Khung nhà sàn và cái máy trên của căn phòng này hầu như là bằng gỗ. Đó, để bỏ bên đây. Đó, xuống ngoài đây nó làm ra tiếng động. Mình nói cho các bạn biết là bà già mắt lế này trên đường luôn á. Đó làm gì nè, đó mà hiểu quá. Đầu nó hù trong một phát. Đi rồi hả? Nhưng chỉ có lộ liệu quá một mất thôi là coi như là chết hết luôn. Sao rồi? Bà chưa đến hả? Mình sẽ nói một chút thông tin để cách giải thoát trong trò chơi này là các bạn có 5 ngày để giải thoát. Nếu mà các bạn không giải thoát được, bà ta sẽ giết bạn giống như là lột xé một con chuột thay vì một con heo nha. bà này đứng quá gần rồi. Bà này 3, 2, 1 ăn đập. Được. Xong rồi. Mà ngu quá đi con ơi. Đi rồi mà. Ở ta đi rồi. Wow. Một cái hoàn cảnh quá là đứng tim. Đây là nhà cháu. Nhà cháu. Đó, các bạn nghe âm thanh chém chưa? Đó. Cái anh này đang dụ bà ta ra đây xong rồi thoát ra ngoài. Đó. Các bạn nghe âm thanh mở cửa bà ta là các bạn sẽ biết là bà ta đã ra ngoài.
cái chìa khóa mà chúng ta đang cầm đó là chìa khóa vũ khí. Chìa khóa này nên mở để xa ra máy. À, chìa khóa này nên mở cái một cái tủ sắt, trong đó đựng một khẩu súng bắn tên với lại ba mũi tên. Các bạn chỉ cần bắn bà ta là bà ta sẽ ngất trong 2 phút 30 giây. Nhưng mà trong những chế độ khác, thời gian bà ta hồi sinh nó sẽ nhanh hơn thời gian hồi sinh ở chế độ này. Chế độ mà chúng ta đang chơi là chế độ AC, tức là dễ, nghĩa là tốc độ của bà già mắt lé này là chậm hơn so với những chế độ khác. Và thời gian bà ta hồi sinh có lẽ lâu hơn. Chị gì? Cái gì? What the hell? Bà ta chết khi nào thế? Bà không để cái what the hell gì thế luôn á. Bà ta chết khi nào nhỉ? Đây, cái này là cái rơi xuống là bình xăng với là cái đu. Rồi tiếp tục. Rồi đây chìa khóa xe. Cái này là mở cái kim ở đây. Đúng rồi. Đó. Bà ta nên mình đã, chúng ta nên ra khỏi đây. Đó. Bà già này bả đặt phải nơi này tới nơi khác. Mở ra là sẽ hammer. Hạp búa. Đã cố đầu bán là cũng không có vấn đề gì. Ừ, quá đã giúp bà cái đó. Còn đây là phòng xong hơi. Nè, đó, đang bên trong xe. Xe bà này nhìn là hơi cũ thiệt. Ủa thì bán rồi, cái này là gì là bán, cái này là bán xe chứ thay vì bán thông. Xe cũ nó bán được cả 3 triệu đó. Đó, chết tổ. Hình như cái này chơi trò mèo bắt chuột. Mèo bắt chuột với mình nữa. Vậy mèo đối xử chứ. À, anh đi xuống hả? Tiếng động đó là anh đi xuống hả? Âm thanh tiếng kim loại là cái tiếng đặc biệt của bà ta. Chỉ có mình ra ngồi một bước chân thôi là bà này im, thấy. Im đi xuống hả? À, đây. Đó, nhưng mình thấy rõ hơn đây. Cái cây gậy đánh bóng chày của bà ta nè. Nó trộn ở trong cái trận đấu bóng chày. Cái gậy bóng chày đó mình không hiểu nữa sao mình có thể đánh cái này. Mình sẽ nói tin một cái thông tin rất bất cười là bởi vì bàn tay với lại gậy bóng chày của bà ta bị gián bỡ. Kiêu dân sắc 502. Bởi vậy cái gậy bà ta cái gì luôn. Đó, đây là bên trong phòng xông hơi đây. Nếu có một chúng ta nhốt bà ta ở trong đây xong đó dẹp cái công tắc xuống, một cái luồng khói xuất hiện là ta là bà ta nhập trong cái thiên đường toàn là thuốc cần sa. Cái này là bà ta thuê chuẩn mê chuẩn mệt. Bà ta xuống. Bà xuống, xuống bước chân. Nấp chưa? Đó. Đó. Chết mẹ rồi. Bà mới chơi. Rồi, đây. Đó. Để cho các bạn xem đây. Đây, ba có sống được đâu mà. Sao lại thế cho, chứ sao lại chẳng chết. Nè, lấy cái súng. Cái súng này. Cái súng. Cái súng mình nào hả? Từ đây phải không? Thấy đó.
Lên đây. Đô nha ý. Cái nhỏ của mình về rồi. Mình chỉ dừng video tới đây thôi. Rồi, ngày khác mình sẽ bắt chơi tiếp tục. Rồi, các bạn nhớ đăng ký cho mình nha. Rồi, chào tạm biệt.